Em Hồng Anh gửi lời chào đến tất cả các bác đam mê audio trên toàn quốc nhé. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với những sản phẩm đến từ em Hồng Anh. Mọi thông tin các bác liên hệ với em qua số điện thoại 086 688 0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ kịp thời. Nếu thấy clip của em hay và bổ ích, rất mong các bác cho em một like. Cho một lần đăng ký kênh và nhấn chuông nếu các bác chưa tham gia để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin cam kết những cái sản phẩm em Hồng Anh bán ra là những cái sản phẩm chuẩn chỉ, chất lượng, hiếm có và không thường thấy ở trên thị trường. Em chỉ có một cái lời khuyên cho các bác đam mê và cho các bác chơi audio: không một ai có thể nhảy cóc được. Và không một ai có thể bỏ ra một số tiền to khi mà chưa chơi những cái món nhỏ, trừ khi là các bác là những người rất có điều kiện. Bởi vậy là dù các bác đã chơi hàng xịn hay chưa, hay các bác vẫn đang tìm hiểu, thì tất cả đều phải trải qua những cái quá trình của nó mới đúc rút ra, cũng như rằng là mỗi người đều có một cái tư duy, một cái suy nghĩ, và không thể nào mà chỉ cần nói là hiểu được, và đôi khi còn cần cả trải nghiệm nữa. Rất mong là có thể phục vụ được các bác trong cái khoảng thời gian sắp tới để các bác có thể lựa chọn cho mình được những cái sản phẩm tốt, chuẩn chỉ. Em xin nhắc lại là xin bảo hành trọn đời cho tất cả các bác chơi. Những cái sản phẩm bán ra đều là những cái sản phẩm chuẩn chỉ và giới thiệu rất là chi tiết. Bản thân em đầu vào thôi em cũng đã rất là lựa chọn rồi, bởi vậy rằng là các bác cũng hoàn toàn có thể yên tâm chơi những cái sản phẩm em đã lựa và em đã bán, hoặc là nó sẽ thỏa mãn một số những cái tiêu chí chuẩn xịn nhưng ngon bổ rẻ, chuẩn xịn chất lượng và giá thành hợp ví, vân vân. Thế nên rằng là mỗi cái nó sẽ có một cái khía cạnh khác nhau để mình khai thác, để mình thấy được những cái điểm mạnh của nó và để mình có thể lựa chơi các bác nhé. Những cái sản phẩm mà hay thấy có nhiều ở trên thị trường, hoặc ai cũng có hoặc ai cũng bán, thì phải để ý xem cái đời đấy, cái dòng đấy có phải là hãng người ta đang bán nhiều hay không, và người ta có phải là sản phẩm mới hay không. Tại vì rằng là để tránh trường hợp là mua phải hàng không đúng, hàng không chuẩn, hay là hàng tàu, hàng nhái mà người bán mập mờ và không nói rõ cho người chơi có thể rõ ràng được biết. Còn tất nhiên rằng là mỗi người một cái suy nghĩ, có người thì cho rằng với tầm tiền đó thì chơi như vậy thôi, hoặc là có người suy nghĩ rằng là đơn giản vì nó đẹp thì không có gì để mà bàn nữa các bác ạ. Bởi vậy rằng là em cũng không hay bàn vào nhiều về những cái vấn đề này đâu, bởi vì rằng là cuộc chơi là của mỗi người và túi tiền cũng là của mỗi người, và đều tự lựa chọn cho mình những cái sản phẩm hợp lý các bác nhé. Không nói dài dòng nữa làm tránh mất thời gian của các bác, hôm nay em xin phép giới thiệu hai món sản phẩm thôi. Nhưng đây là hai món mà em rất là tâm đắc, cảm thấy phù hợp và chất lượng cho hệ thống. Kể cả là một hệ thống mà đi cặp hai món dây loa và dây tín hiệu này với nhau cũng sẽ rất là hài hòa và phù hợp. Tức là vừa đạt được cái sự gọn gàng, vừa đạt được cái sự tinh tế ở trong âm thanh, ở trong hệ thống, và đem lại được cái trải nghiệm tốt nhất với cái sản phẩm chất lượng nhất, cả về dây tín hiệu và dây loa. Ở đây em có một cặp dây tín hiệu cũng phải rất lâu rồi, rất rất lâu rồi mới đúng, mới lại có để giới thiệu và phục vụ cho các bác chơi. Dây tín hiệu đến từ thương hiệu Not Dog. Có lẽ đây là một thương hiệu không xa lạ gì với tất cả các bác chơi nữa. Một cặp dây có độ dài là 1 mét, hàng chuẩn xịn hãng các bác nhá, với cái đời dây là đời Black Knight. Có lẽ là cái tên cũng đã nói lên tất cả rồi. Dây màu đen, đúng là Black rồi. Not Dot là dây Mỹ. Cặp dây này là dòng dây không phải lõi mạ bạc các bác nhé, mà là lõi mạ vàng đồng. Em nói qua để cho các bác có thể nắm được. Và dòng dây này có cái khả năng kiểm soát rất là hay. Phải nói rằng là hệ thống nhiều bác chơi sẽ cảm thấy cái sự khác biệt rất là rõ rệt đến từ dòng dây Black Knight. Không bị sáng quá, không bị chói, không bị mỏng tiếng,
Các cái giải thì tự nhiên được chặt chẽ hơn, kiểm soát hiệu quả hơn, tốt hơn, vững vàng hơn. Giải trống đánh ra giải trống, không bị ồn, không bị ầm ĩ. Giải chung thì lời ca sĩ rộng, và giải chép thì tơi mịn, rõ ràng. Nói chung là rất là hài hòa với một cặp dây tốt đến từ thương hiệu Nordoc Black Knight. Dây chuẩn xịn, cam kết với các bác là dây chuẩn nhá. Đây là dòng Limited, là dòng sản xuất có số lượng giới hạn và đã ngừng sản xuất từ lâu. Bởi vậy rằng là ngày và sẽ ngày một hiếm hơn ở trên thị trường, mà các bác sẽ khó có thể nhìn thấy và tìm thấy nữa. Nó sẽ bị ít dần, trừ khi rằng là có những cái người chơi người ta chán, người ta bán ra thì các bác mới có thể mua được thôi. Không thì cũng sẽ không có hàng mới đâu. Bởi vậy rằng là tất cả những cái sản phẩm này đều là sản phẩm đáng trân trọng và đáng để chơi và trải nghiệm. Dây cũng còn tương đối là đẹp, đẹp với dây cũ thôi nhá. Nhất là với dây Nord Dog thì những cái bản kiểu như thế này, cái chuyện mà bị tránh gập nhỏ những cái vết nếp nếp nhỏ thì rất khó có thể tránh được. Bởi vì kể cả mua dây mới tinh về các bác cầm thôi, đôi khi nó cũng đã có phần bị nếp gấp rồi. Em nói vậy để cho các bác thông cảm là các bác đang chơi hàng cũ mà còn tương đối đẹp, chứ không phải là chơi hàng mới tinh full box. Nhất là với những cái cặp dây mà có yếu tố nó hơi nhạy cảm ở trong cái vấn đề sử dụng trải nghiệm như thế này. Dây rất là tốt. Độ tinh khiết của dây lên đến 99,99999%. Điện cảm giảm từ 3 đến 10 lần so với lại bình thường, và bằng 93% tốc độ ánh sáng, khả năng truyền dẫn nhé. Nên rằng là khả năng truyền dẫn của dây cực kỳ hiệu quả. Hãng người ta cũng đã nghiên cứu tính toán để làm sao cho một cặp dây đem lại cái sự khác biệt, và không phải tự nhiên nó đó lại được yêu thích và được săn tìm chơi nhiều đến như thế. Em sẽ cầm cặp dây lên để cho các bác có thể ngắm nhìn qua về cặp dây Nord Dog Black Knight. Cặp này thì chữ nghĩa còn rất là rõ ràng. Nói chung rằng là rất là ok để cho các bác có thể chơi. Hướng mũi tên này là hướng để cắm từ nguồn phát vào âm ly các bác nhá, hoặc là vào bộ pao, hoặc là vào bộ rè từ nguồn phát ra. Các bác có thể ngắm nhìn. Đầu dắt thì được mạ vàng. Và bên này thì sẽ có chữ Black Knight, các bác có thể thấy. Một cặp dây cổ tốt, chất lượng ít có. Hệ thống kiểm soát đang chưa được chặt chẽ thì có lẽ đây cũng là giải pháp mà rất là hiệu quả. Và sợi dây đang được em giao lưu với các bác chơi với giá chuẩn là 4 triệu 800 nghìn các bác nhé. Các bác cần chơi thì các bác bảo với em. Rất cảm ơn các bác. Sẽ để sang một bên để giới thiệu tiếp một cặp dây là vô cùng đẹp, phải nói là vô cùng đẹp. Các bác có thể thấy từ dây đến rắc đều rất là chuẩn, và dây có cái độ dài rất là thoải mái, lên đến 2,6 m, 2,6 m cho một vế. Tức là tổng cộng cả cặp dây này có độ dài là 5,2 m các bác nhá. Với cái lõi dây là lõi mạ tổng hợp, là gồm rất nhiều những cái kim loại khác nhau được pha trộn theo tỷ lệ nhất định, theo công thức và bí quyết của hãng, giúp dây đạt được cái chất lượng như mong muốn của những cái kỹ sư đã nghiên cứu ra. Với cái đầu jack chữ Z rỗng cho phép cắm rút cả ở trên những cái thiết bị đặc biệt như là lin, sarut hay là ökem đều có thể cắm được. Dây rất là tốt và chuẩn, thương hiệu Black Rhodium. Vẫn phát huy và kế thừa từ người từ trước khi đổi tên là Sonic Link, thì sau này được đổi tên thành Black Rhodium, nhưng mà vẫn giữ nguyên những cái ngôn ngữ, những cái phong cách thiết kế như vậy. Vẫn cái lớp vỏ cao su dai dẻo, chống gập gãy biến dạng. Thật sự là cái khả năng chống gập gãy biến dạng vô cùng tốt. Các bác có thể thấy dây có cái độ đàn hồi rất là cao, và cái phần vỏ bên trong này cũng là bằng cao su này. Nói chung là chống lại những cái yếu tố tác động vật lý ở bên ngoài, giúp cho dây đạt được cái sự ổn định và hiệu quả trong việc truyền dẫn. Lõi dây được mạ giúp cho dây bền hơn, đẹp hơn và hoàn hảo hơn trong một thời gian dài mà không bị ảnh hưởng nhiều. Nói chung đây là một cặp dây tốt và có rất là đẹp.
Với cái chất liệu mà vỏ bóng rất dễ bay chữ mà mọi thứ trên dây còn gần như là hoàn hảo như thế này thì là một điều hết sức là tuyệt vời rồi. Lưu ý là dây nếu có bẩn cũng không nên lấy rẻ lau hay là lấy cồn mà lau thì gần như là sẽ mất hẳn chữ luôn các bác nhá. Đây là điều lưu ý ở trên dây Sonic Link Black Rhodium, nói chung là sẽ rất dễ gặp tình trạng vậy bởi cái chất liệu vỏ này nhá. Cam kết với các bác là dây chuẩn xịn, bảo hành xịn trọn đời, các bác yên tâm chơi và trải nghiệm. Chất của dòng Black Rhodium hay là Sonic Link này đem lại một cái màu âm rất là ấn tượng và khác biệt các bác ạ. Nói chung rằng là cảm giác nó sẽ có phần gồ ghề, tức là các cái giải nhá, nó sẽ ra rõ ràng hơn so với lại chóp, mình sẽ có cái cảm nhận nó rõ ràng hơn nhưng mà vẫn giữ được giải trầm hiệu quả. Giải chung hay là giải chép đều rất là tốt. Mọi thứ nó được bóc tách ra rõ ràng ấy nhưng mà giải trầm nó lại không bị yếu đi. Đấy là một điều hết sức tuyệt vời đến từ hãng Sonic Link hay Black Orium. Tất nhiên rằng là những cái giải trầm ở đây là trên hệ thống là đã khai thác về cơ bản rồi nhá, chứ không phải rằng là những hệ thống mà đang thiếu trầm mà ghép dây này vào là ổn đâu. Nếu mà những cái hệ thống mà thiếu như thế nào thì lại phải hỏi em thêm để em sẽ tư vấn và tìm những cái dây nó phù hợp nhé. Nhưng với điều kiện là các bác phải tả đúng, vì rất nhiều trường hợp em đã phục vụ các bác chơi và các bác tả không đúng đâu, mặc dù các bác cũng đã có cái kinh nghiệm hoặc là các bác cũng đã lớn tuổi rồi nhé. Cái này thì nó hơi nhạy cảm bởi vì rằng là nó liên quan đến cái suy nghĩ của mỗi người nó là khác nhau ấy, mặc dù diễn đạt ra thì nó không chuẩn ý ấy. Nên là đôi khi cuộc chơi có lẽ là vẫn cần phải trải nghiệm và vẫn cần phải tham chiếu và vẫn cần phải dám chơi. Không thì cũng rất khó để có thể nói được rằng là hay là phán được là trong cuộc chơi đấy cần gì, thiếu gì và như thế nào. Chỉ có thể là chơi nhiều lên thôi các bác ạ. Và ít nhất là nếu mà tìm được dây xịn mà chơi được dây xịn thì cái đi đến cái đáp số đúng ấy nó nhanh hơn. Đấy, dây made in England này. Một cặp dây rất là đẹp với 8 cái đầu giáp bắp chuối, độ dài 2,6 mét, đang được em chia sẻ cho các bác chơi với cái giá cũng khá là hiệu quả và khá là tốt. 3 triệu 950 nghìn cho các bác chơi nhá. Các bác cần chơi cặp dây loa này thì các bác bảo với em, một cặp dây mà sẽ phù hợp với rất 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 nhiều hệ thống khác nhau, kể cả từ loa cổ đến loa cây cột Buchsel châu Âu, hay rằng là những cái dòng loa mà các bác đang chơi trong hệ thống mà muốn tìm một sợi dây nó ngọt ngào hơn, rõ ràng hơn và hài hòa hơn giữa các cái giải, thì đây là nó là một cái sợi dây kết nối rất là tốt với cái hệ thống và thiết bị của nhà các bác. Mặc dù chỉ có hai món thôi nhưng mà em nói cũng đã khá là nhiều rồi, có lẽ là clip cũng cần phải dừng ở đây. Các bác cần chơi thì các bác bảo với em, một cặp dây đẹp tốt và chuẩn để chia sẻ cho các bác chơi. Lõi dây thì cũng không bé đâu, em không nhầm thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2,5 hay là 2, chắc là khoảng 2,5 ly hoặc 2,8 ly gì đó, khoảng khoảng đấy nhá, em không nhớ chính xác. Ok, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi, ủng hộ, đồng hành cùng với em Hồng Anh. Mọi thông tin các bác liên hệ với em qua số điện thoại 086 688 0998 để được em tư vấn, hỗ trợ và phục vụ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những sản phẩm sau. Xin cảm ơn.